Các bác, hôm nay em tiếp tục thanh lý mấy giò lan. Thanh lý vài giò lan để cho nó rộng cái khu này để em sẽ thả kiếm vào. Những cái này nó không gầy. Em có 3 giò Vanda các bác này. Đấy, 2 giò Vanda. Đấy, bác nào lấy em lấy 100.000 hai giò này nhé. Còn giò này lẫn với cây cáo nữa thì từ từ. Cái này là cây Vanda này của em nó có hoa rồi. Hoa nó không đẹp nó đâu nhưng mà thơm lắm. 2 giò Vanda em bán 100. Còn đây giò cáo này thì 300. Cáo thì đang có lụ. Cái này chắc em phải treo lên. Cáo này mấy em ở trong bản họ trồng đấy. Trong bản họ trồng ác phết đấy. Cũng đóng đinh, cũng ghim các kiểu. Đây là cái này là cái ủng. Cái ủng mà người ta ở trên em thì cái ủng ở dưới xuôi thì không quan trọng mấy. Nhưng mà trên em quan trọng lắm. Trên em đi rừng hay trời mưa hay gió hay nào đều người ta phải sử dụng ủng hết. Để thứ nhất là an toàn. Còn đây là cây Flatulia này. Đấy, cái này mẹ hai con này 500 này. Flat Julia này nó lúc đầu em bán 450 thân thôi, nhưng bây giờ đẻ hai con này 500 đúng không anh? Khó mà đẹp không? Đấy. Nên kiếm em cứ để đây rồi loại mọc vào. Đây Flat Julia này, thân này là 450 thân nhá. Nó chưa có hoa, các đợt tới nó mới có hoa. Flat Julia 450 một thân. Còn đây là có một cây duy nhất là chậu Sang Juncha này. Cây này hai cây này đều là giống Flat này. Sang Juncha này em bán nào? Cây này em bán là 700 một thân. Đấy, 700 một thân Sang Juncha. Kiếm Thái em có rất nhiều loại, nhiều mẫu mã, nhiều mặt hàng lắm. Đấy, Sang Juncha đây. 1.4 triệu này, hai chậu này. Đấy. Mấy cả cây này là Alloifolium, cây này hoa đẹp như là hồng Hà Giang ấy. Các bác mua hồng Hà Giang thì hoa nó chỉ đẹp như cây Alloifolium này. Nhưng Alloifolium này giá chỉ có 450 một thân. Hồng Hà Giang thì nó giá tầm khoảng 2 triệu một thân, triệu hơn triệu. Đấy. Đấy, cây ông thuần lâu phát triển ổn định lắm. Ngoài ra đêm có một cái cáo đấy, 100. Hôm nay em quay khá nhiều mặt hàng để em có ý định là thanh lý bớt đi. Đây, kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng mấy cây làm giống ấy. Mấy cây héo héo là 100 một cây. Mấy cây làm giống thôi. Đây có một khóm đùi gà 300. Đây. Khóm đùi gà nguyên một dề này 300 này. Cái này một khóm đùi gà này về các bác ghép này đẹp lắm. Có 300 một chậu thôi. Em vặt quả đi. Còn đây là kiếm vàng Thái này, 600 một thân. Còn bên này là kiếm cũng là vàng Thái nhưng mà lại 300. Cái này em nhập rẻ. Nó rẻ rẻ nhưng mà cây nó xấu, xong rồi em lấy về em thuần. Đấy, bây giờ nó ổn định này, 300 thôi. Còn trầm rồng đỏ em vẫn bán là 160 một chậu. Đấy, trầm rồng đỏ thì rất rẻ thôi, có 160 một chậu. Đây, cây kia dễ riêng các bác nhìn này, em trồng đấy. 160.000 thôi các bác. Còn trầm biên vàng cũng thế, cũng giá cũng chỉ có 160.000 thôi. Cây đang phát triển rất là tốt này. Cây này vừa mọc mầm vừa mọc ki này. Đây trầm lá biên nó như này. Đây là một cây Phan Chí Sần, lâu lắm khách không lấy. 6 triệu. Còn đây là cây Hawaii trắng em bán là 150. Hoa quai trắng này thì còn nguyên thân già thì các bác ươm ki 150 thôi. Đợt tới nó cao lên em mới cắt. Đây này. Khi cái cây này nó cao bằng ngang bằng nửa mẹ nó thì em mới cắt. Đây. Còn phi điệp gieo hạt này em còn 4 cốc này. Nặng 150 một cốc. Đây. Các bác cứ để này một năm sau các bác sang năm phải tách chậu bởi vì giá thể của em sử dụng toàn là giá thể nhập khẩu thôi. Toàn vỏ thông Ochita thôi. Bên này là những cái giò cáo xếp này, 100 một giò đang lụ này. Đấy, những giò cáo này hay này, 100 một giò đây. Bên trong này là phan chí gieo hạt, em bán là 100 một cốc. Số lượng phan chí gieo hạt em rất nhiều. Giá thì 100 một cốc thôi. Bên này là kiếm mấy. Còn bên này là hồ điệp lá biên, em đang thanh lý là 50.000 một cốc. Đấy. Số lượng em sắp hết rồi các bác. Ít khi lâu lâu em bán rẻ rẻ này thì các bác tranh thủ lấy đi. Lâu lâu em thanh lý thôi. Bình thường em cũng ít hàng thanh lý. Cây này có thậm chí đang có lụ này. Đấy. Cái hồ điệp lá biên này 50.000 cây. Cây nó đắt lắm. Cây này bình thường gần Tết họ bán là toàn là 150 một cây thôi. Đấy, hồ điệp lá biên 50.000 một cây. Bên này là mạc xuân. Mạc xuân thì số lượng là không hạn chế. 80.000 một cân. Lấy từ 10 cân là 60.000. Còn bên này là mắt lai hòa bình. Em bán là 90.000 một cốc. Còn nù tam bố cũng 90.000. Bên này thì có mấy cây cáo.
cáo cho em phải gỡ ra em trồng lại hết vào chậu gỗ. Trồng chậu gỗ nó mát. Bên ngoài này thì toàn là phi điệp thôi. Bên này gồm có đây có bảng nghệ tâm này 50.000 các bác lấy. Đấy, giá chỉ có 50.000 bảng này thôi. Đấy, một bảng nghệ tâm 50.000. Ui dồi. Còn đen dô da da thì vẫn 70.000. Đây có một chậu chậu trầm đang hoa này. Các bác lấy về chơi 100 này. 100.000 thôi. Còn đây là siêu trầm thì 150. Siêu trầm nó hơi đắt đấy. Hoa siêu trầm đẹp nhiều quá nhỉ. Đỏ rực. Còn phi điệp trắng đài chậu một thân này, một khóm này em bán là 130. Còn cái này em trồng hai khóm, em bán là 250. Đấy, là phi điệp trắng đài. Đây các cái kỳ trắng đài nó cũng lên nhiều này. Kỳ trắng đài các bác nào đấy thì 10.000 một kỳ trắng đài nhé. 10.000 kỳ phi điệp trắng đài em chưa lớn lắm đâu. Bên này là kiếm flat, flat lá sần. Flat lá sần này em bán 600 một thân. Đấy. Còn đây là kiếm kiếm vàng Lào này. Đấy. Vừa mới lấy về tách ra đã thấy phát triển rồi. 600 một thân. Vàng Lào. Vàng Lào bán 600 một thân. Đấy, còn bên này có cây semi lưỡi đỏ lá sần này 500. Đây vị hoàng sần. Đấy, kiếm đang trồng khá là nhiều. Còn hoàng nhạn. Hoàng nhạn bán 120 một cây thôi không nhá. Đây. Giá chỉ 120.000 cây thôi hoàng nhạn. Đây các bác này. Đang trồng hoàng nhạn chỗ này. Đấy, giá chỉ 120 một cây thôi. Bên này là kiếm semi ploy 700 là một mẹ một con. Cây này lá dày, dày dặn và đẹp lắm. Nó cái lá của nó đặc biệt là dày và cứng. Và lá nó thân thủ nó không to, nó chỉ ngắn này thôi. Đây rất nhiều semi ploy em trồng. Đây là cây Taiwan. Đây còn một số là cái này là bọn Bạch Vân. Bạch Vân là cái cây ba la cánh bầu nhưng mà em trồng bằng thân già cho nên là mãi chả thấy nó mọc được cả. Chán thật đấy. Lâu lắm rồi không mọc. Một số cây đang bắt đầu phát triển nhưng mà không thấy nó mọc. Cái Bạch Vân. Đây là vàng Thái nó bùn này. Đấy, kiếm ra em thì nhiều lắm. Đấy, đây vàng Lào đây, 600 một thân tơ, em cắt tách thân tơ tít cho các bác luôn. Vàng Lào, cái này là hàng rừng Lào nhé. Đây có một giò đùi gà 600, to đùng này. Đấy, giò này chỉ 600 thôi các bác nhé. Đấy, có thể to. Đấy, về thì cứ thế treo, không phải làm gì. Không bón phân qua lá, nó ăn qua lá thôi. Bên ngoài này là đen dô bò vàng. Bò vàng 65.000 thôi. Còn bên này là sao thiên vương. Sao thiên vương ngoài 50 một chậu. Nghe trong mai em treo đi. Đây là một số rồi, chậu trầm này có 100. Đấy, khi được trắng đài thì em rất nhiều đây. Đang mọc lên rất nhiều đây. Đấy, trắng đài 130. Còn bên này là cát lục đại thượng. Em bán lục đại thượng này là 160 một chậu này. Đấy, cát lục đại thượng thơm ngát luôn. Lục đại thượng. Đây có một bảng phi điệp 1 triệu này, 5 thân. Đấy, đang lụ. Đấy, phi điệp này. Phi điệp Bắc Cạn 1 triệu này. Còn giò này là giò 500, giò ghép lũ này. Ghép lũ đẹp này có 500 này. Cây này là cây Five Star, cây lưỡi không cuộn đấy. Cây kiếm lưỡi không cuộn nhưng mà cây nó xấu lắm. Đây, nó bị nó dài, lá nó mỏng, nó gập, nó gãy này. Cây này 700 một thân. Cây này thì đang có lụ ở mấy nữa có hoa các bác. Em cho các bác xem cái. Em cho các bác xem cái nụ nó đây. Đấy, cây này gãy chỏng trơ hết rồi. Nó không ảnh hưởng đến thân đâu. Đây. Nụ đây. Cây này không nhầm được khoảng ngày mai là ra hoa, ngày kia. Đấy. Phai sật ta. Còn đây là một cây, đây cũng là nó này. Đây là 1 triệu này. Chậu này 1 triệu này, cũng phai sật ta nữa, không cuộn này. Còn cây này nó bé. Đấy. Còn đây là cây, cây này cây lưỡi hồng. Còn đây là cây trồn trắng. À, em bán chậu long nhãn này. Đấy. Chậu hoàng thảo long nhãn này. Chậu này mấy chậu này là 200. Đó. Đây chậu này mấy chậu to đùng là 200. 200 chậu đấy thôi. Còn phi điệp vàng này em bán giò một giò thuần này cũng 200. Đấy, phi điệp vàng hàng thuần. Bên này là trồn trắng này. Trồn trắng là 100 một cây. Trồn hoa trắng tinh đấy, 100 một cây thôi.
Bên trên này em treo rất là nhiều loại tục đoạn hay là vanda các thứ. Còn kiếm xanh thái, kiếm xanh thái thì em vẫn bán là 600 là một mẹ một con này. Semi lưỡi hồng thì nguyên cái khóm ba thân này là 2 triệu. Đấy, có mỗi khóm semi lưỡi hồng thôi. Còn xanh thái thì là 600. Này các bác nhìn một cây xanh thái nó chất nhỉ, công nhận cây xanh thái ok lắm. Đấy, còn đây còn bán một chậu cát bà lưỡi hồng, đây là dòng lô hội. Cái này bán 800. Hai mẹ hai thân hai mầm. Nó cứ để nó lớn đấy. Còn vật tư thì em vẫn bán lưới Nhật. Vật tư mấy đồ ngâm rượu vẫn có lưới Nhật màu ghi là 108. Lưới Nhật màu đen là 108. Lụ tam thất với củ tam thất. Đây là củ tam thất. Lụ tam thất thì em bán là 600 một cân. Nghĩa là 300 một túi ấy. Túi của em là túi 5 lạng. Còn lưới Nhật thì các bác em đang về lựa hàng mới, nhiều nhiều hàng các bác tranh thủ mua lựa thì nó đẹp hơn. Đấy, lưới Nhật đây. Để rất nhiều cuộn luôn. Cái này vị hoàng sần để tiếm cho. Đây tam thất. Tam thất này là 4 củ một lạng, mà em bán là 1,1 triệu. Còn 5 củ một lạng em bán là 900. Và 7 củ một lạng em bán là 800. Ngọc cổ khô em bán là 200. Ngọc cổ khô đẹp không này. Ngầm rượu thơm lắm. Mật ong khoái là 350. Còn đây lụ tam thất này 300 một túi này. Còn bên này là các loại như là Bencona hay là chậu này. Đây có cái chậu này nhựa HD này, 11.000 một cái, chậu Phi 25 đẹp này. Chậu này chậu đắt tiền các bác nhá. Bởi vì chất liệu nhựa nó là chất liệu nhựa đắt, nhựa dẻo, chịu lực được và rất là bền. Đấy. Rồi còn các bác.